YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn. Alo. Ơi, sao ra đi lên rồi. Đổ má nó đi. Trả này. Đó, gọi thông về gọi điện lại cho anh ấy hỏi xem nó sản phẩm đi, sản phẩm có làm này để đâu. Nghe giọng cũng ngầu ghê nhỉ. Ừ, giọng cũng ngầu ghê cả. Tuấn con hút đúng không ạ? Con hút đấy. Này. Tuấn con hút, ai đặt cái tên Tuấn con hút. Muốn làm đi làm, Thành lại nhân Thành đi muộn thì lại anh nhá, xem có đi quay mày lâu không? Cho đi quay. Anh đang xong tập rồi để edit lại này. Là tiêu đề mới. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp, thấy hay thì hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.
Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhìn cái chỗ này cái lồng. Mình sẽ đi chọn mò để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quan trình của mình tô mò nhé. Cảm ơn các bạn. Không biết chọn mỏ tô ghê đi chứ nhỉ. À, có hai cái màu tím thì cái màu tím đẹp nó lấy được mẹ em rồi. Màu xanh nước biển như này. Ok. Ok. Đừng vừa cãi nữa. Màu này thích hơn màu này. Đậm hơn màu này. Như cái đậm buồn mình nhìn hai màu khác nhau. Để sát vào. Mày cứ biết cái đeo này ra. Ngủ vậy rồi. Ai nhìn nè. Ngủ ai đeo nói chuyện với mẹ nữa. Mẹ ngủ lắm. Ngay cả hai màu xanh này có một màu tô thích hơn. Nó không bị nhạt, không bị lầy màu, nó sẽ đi màu. Chưa vì thấy bệnh trì được rồi, người ta lại gọi mình một tiếng ký công sư. Chưa vì cảm thấy gọi là sư thương của đắc khoan khoái vô cùng. Đó chẳng phải tâm chất là điện thoại đấy. Gọi điện. Gọi điện order. Viên order lại order viên. Nhà nhé. Anh cường bạn có nghe. Nhưng mà em phải gửi chi được anh cường này về. Ta không. Em không thể chi được. Bởi vì tự thân chưa thấy không có năng lực phân biệt ý thức tổng. Dần dần trong bản thân chưa thấy là đen. Đó chính là nghiệp lực. Khi tôi là một cách chân chính, chưa bị phải gặp thử thách gay go, chưa bị làm sao đây, chưa bị đại dịch bao nhiêu khổ để có thể chuyển hóa nó thành vật chất màu trắng, rất khó. Đặc biệt người có căn cơ càng tốt thì càng dễ xuất hiện vấn đề này, có người nhất mực khi cầu chỉ vậy, chỉ vậy. Chưa nghĩ là sợ cầu, có nhiều vật kia để thấy, có điện cảnh. Có điện cảnh năng, nó nên phân chưa bị, đó chính là cụ thể, chẳng phải chưa bị muốn trị bệnh, nó sẽ giúp chưa bị trị bệnh. Nhưng nó không phải là không có tiên cớ gì mà giúp chưa bị trị bệnh, bất tất cả bất đắc, rất nguy hiểm. Rất cuộc thì chưa bị đã chưa mời nó đến, chưa bị còn thu điện gì nữa đây, tất cả là hết rồi. Có một số người có căn cơ tốt đã dùng căn cơ của bản thân mà đổi lấy việc người khác. Vì kia có nghiệp lực của họ lớn, chưa bị chữa xong cho họ một bệnh, chữa xong cho một bệnh nhân nặng. Chưa bị về nhà thấy rất đỡ khó chịu, trước đây chúng ta có nhiều người chữa bệnh cho bệnh nhân rồi có cảm giác thế này. Bệnh nhân thì khỏi, còn chưa bị về nhà lâm bệnh nặng, sau một thời gian nghiệp lực hoàn thiện nhiều lên. Chưa bị đối rất với nghiệp lực người ta, mất thân tất tác và thành rằng điều chưa bị muốn nhận là vậy, nhưng cũng phải dùng sức và trao đổi được lấy điểm. Trong vũ trụ này có một pháp lý, gặp bản thân chưa bị muốn gì thì ai cũng quản không được, cũng không biết. Lô la cái này đây. Trong vũ trụ có điều đặc biệt rằng chỉ ai có nhiều nghiệp lực thì nó là người sống, chứ vì dùng căn cơ bản thân để quản trị hoàn thiện lấy nghiệp của lực của họ. Khi nghiệp lực nhiều thì chưa bị còn tu luyện gì nữa, căn cơ bản trị của chư vị đã bị họ hủy mất, chẳng đáng sợ hơn từ khi khỏi bệnh họ thấy thoải mái. Còn chư vị về nhà thì chỉ khôn thấu, chư vị chữa lành hai bệnh nhân ung thư thì chư vị phải tự thế chỗ của họ, điều ấy nguy hiểm không, nó đúng là như thế đấy. Nhiều người không hiểu rằng trong việc này mọi công lại ngậy sáng đi làm sáng người học để đi làm chiều cũng bảo là đi làm bây giờ đâu đi đâu. Ừ.
Như vậy là mình đã đi tô màu xong. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin like lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.